Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Savannakhet. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao của cán bộ nhân viên Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Savannakhet, qua đó có phần gìn giữ và phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào thông qua tổng lãnh sự quán việt nam tại Savannakhet, bí thư thành ủy nguyễn văn quảng gửi lời thăm hỏi đến bà con kiều bào đang định cư sinh sống tại đây và mong bà con tiếp tục phát huy tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau chấp hành tốt pháp luật của nhà nước lào cùng các quy định của chính quyền sở tại góp phần gìn giữ phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào trước đó đoàn lãnh đạo thành phố đà nẵng do ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố đà nẵng dẫn đầu cũng đã đến dân hoa tưởng niệm cố chủ tịch cây sỏn phong vi hãn và viếng hương tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại tỉnh savanakhet